Kính chào quý thính khán giả quay trở lại với kênh Bước Chân Phật Pháp. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị luôn vạn sự an lành, tấn tài tấn lộc. Các video trên kênh Bước Chân Phật Pháp đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép re-up dưới mọi hình thức. Sau đây sẽ là nội dung chương trình ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Vì sao chuối thường đặt lên bàn thờ thắp hương nhưng lại tuyệt đối không mang đi tảo mộ? Vậy để biết lý do thì xin quý vị cùng lắng nghe. Ý nghĩa của nải chuối trong phong thủy. Theo các chuyên gia phong thủy thì trong cuộc sống mỗi loại cây đều mang những ý nghĩa riêng và cây chuối cảnh cũng không ngoại lệ. Đặc biệt với quả chuối bởi vì nải chuối mang một ý nghĩa tâm linh đặc biệt, tựa như bàn tay ngửa hứng lấy những điều may mắn, phúc lộc trong mỗi gia đình. Bên cạnh đó, những quả chuối khi nhìn vào cũng tựa như hình ảnh con cháu quây quần, đông đủ, bảo bọc lẫn nhau, cùng nhau đón năm mới sum vầy, đầm ấm đón năm mới sang. Những quả chuối to, đẹp, xanh mướt cũng đem lại hy vọng về một năm mới suôn sẻ, làm ăn phát đạt. Bởi vậy, trên mân ngũ quả ngày Tết của người miền Bắc luôn cần có nải chuối xanh, tượng trưng cho sự đoàn viên, sum vầy, bao bọc, che chở. Lưu ý, khi chọn chuối thắp hương nên chọn những nải còn xanh một chút, chưa chín kỹ. Đồng thời, cần chọn những nải còn râu ria sẽ tốt hơn. Cuối năm đi tảo mộ, tại sao không nên mang chuối ra thắp hương? Một nải chuối có rất nhiều quả, lại tựa như bàn tay ngửa lên trên. Khi bày ngũ quả, có thể dễ dàng nhận nải chuối bao giờ cũng ở dưới cùng làm chỗ dựa, nâng đỡ cho các loại quả khác. Chính vì vậy trong phong thủy, chuối tượng trưng cho sự che chở, bao bọc lẫn nhau, gia đình sum vầy, quây quần. Ngoài ra, người ta trưng chuối trên bàn thờ vào dịp năm mới, còn mang ý nghĩa cầu mong sang năm tới sẽ gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, suôn sẻ. Nhưng tại sao chuối thường mang ý nghĩa tốt lành mà người ta không mang theo đi tảo mộ? Sở dĩ như vậy vì chuối là trái cây có tính thu hút. Ngoài nghĩa địa lại có nhiều âm khí, mang chuối ra mộ thắp hương thì chuối sẽ thu hút âm khí. Khi mang về nhà thụ lộc, khí âm có thể theo về nhà khiến gia chủ ốm đau, bệnh tật liên miên, gia đình gặp nhiều chuyện xui xẻo. Do đó, nhiều người thường không mang chuối ra mộ thắp hương. Chính vì vậy, khi gia đình bạn đi thảo mộ thì không nên mua chuối để tránh những phiền toái có thể xảy ra. Thường trước Tết Thanh Minh một ngày, các gia đình đã chuẩn bị cho việc cúng mộ với nhang, đèn, bánh trái, hoa và các đồ mặn. Trong ngày Thanh Minh, mọi người mang theo xẻng, cuốc ra nghĩa trang để đắp lại nấm mồ cho đầy đặn. Dẫy bỏ cỏ dại và những cây bụi mọc trùm lên mộ, tránh việc rắn, chuột đào hang, làm tổ hay thu hút trâu bò đến phá, quấy rối hay xâm phạm tới linh hồn người đã khuất. Tảo mộ Tết Thanh Minh cần tránh mang chuối. Tại sao ông bà dặn không mang chuối đi tảo mộ? Chuối có ý nghĩa gì trong thờ cúng tâm linh? Chuối là loại trái cây xuất hiện thường xuyên trong thờ cúng tại gia tiên nhưng lại không nên mang đi thắp hương ngoài nghĩa địa, vì sao? Ý nghĩa của chuối trong văn hóa tâm linh. Chuối là trái cây thường thấy trong dịp cúng lễ. Đặc biệt, chuối rất quan trọng trong việc chuẩn bị thắp hương Tết ở nhiều gia đình miền Bắc nước ta. Chuối trong văn hóa thờ cúng biểu trưng cho sự che chở, thu hút, bảo vệ. Nải chuối uốn cong ôm ấp những trái cây khác, tạo ra mâm ngũ quả. Chuối là trung tâm của mâm ngũ quả và cũng là đại diện cho hành mộc màu xanh. Chuối trong văn hóa thờ cúng của nhiều người Việt là trái cây có tính thu hút, bảo bọc ôm trọn những trái cây khác trong mâm ngũ quả. Chuối như bàn tay nâng đỡ chở che. Cúng chuối cầu mong ơn trên, mong gia đạo bình an hạnh phúc. Tuy nhiên, chuối không nên mang đi thắp hương ngoài nghĩa địa. Đó là vì chuối có tính thu hút, nên có thể sẽ mang theo vong hồn lưu lạc về nhà. Chuối có ý nghĩa thu hút, cầu mong sung túc sum vầy đủ đầy. Chuối cầu mong chiêu tài rước lộc cho gia chủ khi thắp hương. Chuối cũng là trái cây phổ biến và có quanh năm. Hầu hết các gia đình nông dân xưa đều có bụi chuối trong vườn. Người xưa có truyền thống trước trồng cao sau nhà trồng chuối. Chuối so với các trái cây khác lại không phân biệt mùa mà có quanh năm, nên rất thuận tiện để thắp hương thờ cúng, dâng lên gia tiên. Tuy nhiên, nhiều gia đình miền Nam thì không dùng chuối thắp hương bởi chuối đọc chệch thành chuối nên không mang ý nghĩa may mắn. Tại sao chuối chỉ dùng thắp hương tại gia mà không nên mang đi thắp hương tảo mộ ngoài nghĩa địa? Trong dân gian, nhiều nơi truyền rằng không nên mang chuối thắp hương ngoài nghĩa địa, đặc biệt dịp tảo mộ. Nghĩa địa
là nơi âm khí nặng nề, nhiều hồn ma vất vưởng. Những ngày tảo mộ như thanh minh, cuối năm, nghĩa địa thường rất đông người. Nhưng đó cũng là lúc nghĩa địa mở cửa mả, nên nhiều vong hồn lưu lạc. Tảo mộ là phong tục đẹp của ông cha, mang tính biết ơn, nhớ nguồn, con cháu về dọn dẹp thăm viếng mộ phần ông bà tổ tiên. Thế nhưng việc mang chuối, thắp hương có thể hút hồn ma vong hồn. Do đó, nếu đặt chuối cúng ở nghĩa trang, khi mang về có thể thu hút dẫn lối vong hồn lưu lạc về nhà, gây ra âm khí trong nhà hoặc làm con cháu ốm đau. Đặc biệt, nếu nhà có trẻ nhỏ, người già yếu, thì âm khí có thể khiến họ sợ, khiến gia chủ ốm đau, khí âm bùa vây làm ăn khó khăn. Bởi thế, ông bà dặn con cháu không nên mang theo chuối để tránh thu hút âm hồn về. Việc mang chuối đi thắp hương nghĩa địa cũng là một trong những quan niệm dân gian tùy vùng miền địa phương, gia đình. Không phải gia đình nào cũng kiêng kỵ mang chuối đi thắp hương. Hiện nay thông tin không mang chuối đi thắp hương cũng là kinh nghiệm dân gian một số nơi cũng không phải phổ biến. Dịp Tết Thanh Minh, nghĩa địa đông đúc, âm khí nặng, có nhiều vong hồn không còn người thân cúng tế, lưu lạc, cô đơn, bơ vơ. Thế nên nếu mang chuối đi tảo mộ có thể dẫn lối cho vong hồn về. Từ đó mà mang âm khí và ma về nhà, gây ảnh hưởng tới dương khí của người thân. Đặc biệt, nếu nhà có trẻ nhỏ, người già yếu, thì âm khí có thể khiến họ sợ, khiến gia chủ ốm đau, khí âm bùa vây làm ăn khó khăn. Bởi thế, ông bà dặn con cháu không nên mang theo chuối để tránh thu hút âm hồn về. Cúng Tết Thanh Minh cần chuẩn bị lễ vật gì? Tùy theo phong tục từng địa phương, mâm cúng Tết Thanh Minh sẽ khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là một mâm cơm dâng ông bà tổ tiên. Lễ vật cúng Tết Thanh Minh thường bao gồm xôi, gà, cơm, canh măng, miến trầu cao, hoa quả, tiền vàng, hoa hương, đèn cầy. Cách cúng ở ngoài mộ, sau khi tảo mộ xong, gia chủ bắt đầu sắp xếp đồ cúng, hoa quả và tiền vàng được đặt chung nhưng lễ mặn thì đặt riêng. Sau đó gia chủ thắp nhang, đèn, cắm một hoặc ba nén nhang và vái ba lần để bày tỏ lòng thành với thổ công thổ địa. Tiếp đó là mời gia tiên về và bắt đầu đọc bài khấn vái cho tiết thanh minh. Trong lúc chờ hương tàn, gia chủ cùng các thành viên ra khu lăng mộ của gia đình để thắp hương và xin phép dọn dẹp. Khi tuần hương được 2-3 thì gia chủ có thể tạ lễ, hóa vàng, xin lộc rồi ra về. Cách cúng tại gia, trước khi cúng, gia chủ cần dọn dẹp nhà cửa và bàn thờ tổ tiên sạch sẽ, sắp xếp đồ dùng ngăn nắp. Chuẩn bị mâm cỗ sẵn để cúng sau khi cúng thanh minh ở mộ về. Khi cúng, gia chủ thắp hương khấn vái tương tự như các tục cúng khác, nên thành tâm và thể hiện lòng thành kính với tổ tiên. Những chú ý khác khi sắm lễ đi tảo mộ. Khi chuẩn bị lễ đi tảo mộ nên có hai lễ, gồm lễ đặt tại nơi thờ quan thần và lễ dành cho gia tiên. Khi đi vào nghĩa trang, trước tiên cần thắp hương, đặt lễ tại nơi thờ quan thần để cảm tạ đã coi sóc mộ phần và xin cho ra thăm người thân, sau đó mới ra thắp hương tại mộ phần gia tiên nhà mình. Tuyệt đối tránh thắp hương tại mộ phần gia tiên trước rồi quay lại quan thần sau. Lễ vật có thể là lễ chay hoặc lễ mặn. Lễ vật thường có gồm trầu cau, chè thuốc, xôi, thịt, hoa quả, bánh. Lễ vật không cần quá cầu kỳ, quan trọng là lòng thành và dọn dẹp cẩn trọng khu mộ phần. Sau khi thắp hương gia tiên xong, thì trong lúc đợi hương tàn, con cháu dọn dẹp mộ phần, cắt cỏ, kiểm tra xem mộ phần có vấn đề gì cần sang sửa không. Đi tảo mộ thanh minh nên lưu ý theo truyền thống xa xưa, cần chú ý ăn mặc chỉnh tề, tâm hồn thanh tịnh, không nói tục chửi bậy, không dẫm đạp lên mộ phần, thắp hương cho cả những ngôi mộ hàng xóm, nhưng tránh động vào di ảnh, lễ vật trên những ngôi mộ nhà khác. Trong lúc tảo mộ không cười nói phỉ báng trêu đùa trên những ngôi mộ, tránh nói to, cãi nhau hay kể chuyện lố lăng nhí nhố, tránh nói lời xiên xẹo xúc phạm, báng bổ. Sau khi hạ lễ, có thể chia lễ cho con cháu thụ lộc hoặc mang về, nhưng tuyệt đối không mang những thứ gì khác từ nghĩa địa về như cây cỏ, đất, vì có thể mang theo âm khí về nhà. Dân gian truyền lại, tiết thanh minh, bảy người này chớ đi tảo mộ kẻo rước vận xui, gia đình lục đục ốm đau. Tảo mộ là một phong tục đẹp mỗi khi tiết thanh minh về, nhưng theo kinh nghiệm của người xưa, những người này không nên đi tảo mộ. Thế nhưng, theo quan niệm người xưa và kinh nghiệm dân gian, thì những đối tượng dưới đây tránh đi tảo mộ để tránh những điều xui xẻo và họa ốm đau. Một là những phụ nữ có thai, đang nuôi con bú. Phụ nữ trong giai đoạn mang thai hoặc đang nuôi con bú không nên đi tảo mộ. Đó là vì những đối tượng này khá nhạy cảm với môi trường ngoài, nhất là nghĩa địa lạnh lẽo, âm khí nhiều.
phụ nữ có thai và nuôi con bú cơ thể yếu cần giữ sức, nên nếu bị tà khí xâm nhập sẽ ảnh hưởng tới con, ảnh hưởng cả tương lai về sau. Hơn nữa, phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con bú không nên đến những nơi nghĩa địa vì cấu trúc nghĩa địa thời trước thường có địa thế hiểm trở khó đi, nên có thể trượt chân ngã và sinh non. Hơn nữa, nghĩa địa được cho là có nhiều vong hồn ma quỷ, nên sẽ quấy phá những người yếu đuối như thai phụ, phụ nữ có con nhỏ. Trong thời kỳ thai kỳ hoặc khi đang nuôi con bú, phụ nữ cần đặc biệt cẩn thận và tránh xa những nơi có âm khí tiêu cực như nghĩa địa. Điều này không chỉ vì họ khá nhạy cảm với môi trường bên ngoài, mà còn vì môi trường lạnh lẽo và âm u của nghĩa địa có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và cả sức khỏe của thai nhi hoặc trẻ sơ sinh. Một trong những lý do chính là cơ thể của phụ nữ mang thai và đang nuôi con bú thường yếu đuối hơn, cần được bảo vệ và giữ sức khỏe tốt nhất có thể. Bị tà khí xâm nhập từ môi trường tiêu cực như nghĩa địa có thể gây ra những vấn đề sức khỏe không mong muốn, không chỉ cho bản thân mẹ mà còn cho thai nhi và trẻ nhỏ. Ngoài ra, việc đến nghĩa địa cũng có thể mang lại những nguy cơ không lường trước như việc trượt chân ngã và gây ra sự kiện không mong muốn như sinh non. Môi trường với cấu trúc địa hình hiểm trở cũng là một nguyên nhân khác khiến cho việc di chuyển trở nên nguy hiểm hơn. Hơn nữa, theo quan niệm phong thủy, nghĩa địa thường được coi là nơi trú ngụ của vong hồn ma quỷ, có thể gây ra những ảnh hưởng tinh thần không tốt, đặc biệt đối với những người yếu đuối như phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ. Do đó, để bảo vệ bản thân và gia đình, việc tránh xa nghĩa địa là điều cần thiết và quan trọng. 2. Là phụ nữ đang trong kỳ kinh. Phụ nữ vào chu kỳ kinh nguyệt là khí âm thịnh, khí dương giảm nên rất không hợp khi đi tảo mộ. Họ sẽ dễ bị tà khí xâm nhập vào cơ thể gây hại. Hơn nữa, quan niệm xưa phụ nữ kỳ kinh không sạch sẽ, nên khi đi tảo mộ thắp hương, nếu sơ sảnh có thể bị ông bà tổ tiên của trách gây đại kỵ. Trong quan niệm dân gian, phụ nữ vào chu kỳ kinh nguyệt thường được coi là thời điểm khí âm thịnh và khí dương giảm, khiến cho họ trở nên đặc biệt nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng bởi tà khí từ môi trường bên ngoài. Do đó, việc đi tảo mộ trong thời kỳ này có thể mang lại những hậu quả không mong muốn cho sức khỏe và tài vận của phụ nữ. Ngoài ra, theo quan niệm xưa, phụ nữ trong giai đoạn kinh nguyệt thường được coi là không sạch sẽ, khiến cho việc thắp hương khi đi tảo mộ trở nên không phù hợp. Sự sơ sảnh có thể dẫn đến việc bị ông bà tổ tiên của trách và gây ra đại kỵ, ảnh hưởng đến tài lộc và may mắn của gia đình. Vì vậy, để bảo vệ bản thân và gia đình, phụ nữ nên tránh xa việc đi tảo mộ trong thời kỳ kinh nguyệt. Thay vào đó, họ có thể chọn những thời điểm khác phù hợp hơn để thăm viếng và tưởng nhớ ông bà tổ tiên một cách an lành và tôn trọng. Việc này sẽ giữ cho không gian sống của gia đình luôn được bao bọc bởi tài lộc và phúc lộc, đồng thời mang lại sự thịnh vượng và giàu sang cho mọi người. 3. Là người đang ốm yếu, đang điều trị bệnh nghĩa địa, là nơi khí âm nhiều, lạnh lẽo. Nên những người đang ốm yếu, trị bệnh càng dễ bị tiến triển mạnh hơn. Thực ra những người này vốn đang ốm yếu, nên khi ra nghĩa địa gió lạnh và dễ xúc động thì càng ảnh hưởng tới thể trạng. Những người này cần hướng tới nơi dương khí để nhanh phục hồi, tránh việc tăng âm khí. Những ai đang trong quá trình điều trị bệnh, đặc biệt là những người đang ốm yếu, cần phải cẩn thận khi đến nghĩa địa, vì đó là nơi mà khí âm thường đặc trưng, mang theo sự lạnh lẽo và tĩnh lặng. Trong môi trường này, cơ thể của họ có thể trở nên yếu đuối hơn, và bệnh tình có thể tiến triển nhanh hơn do sự ảnh hưởng của khí âm. Thực tế, khi những người đang ốm yếu ra nghĩa địa, họ thường phải đối mặt với gió lạnh và không khí u ám. Điều này có thể làm gia tăng sự xúc động và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của họ. Thay vì đến nghĩa địa, điều tốt nhất cho họ là hướng tới những nơi có không khí trong lành và dương khí, giúp cơ thể hồi phục nhanh chóng và tránh xa khỏi sự tích tụ của khí âm. Điều này cũng tương tự như việc tạo điều kiện thuận lợi cho tài lộc và phúc lộc trong cuộc sống hàng ngày. Việc chọn lựa nơi sống và làm việc có môi trường tích cực không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn tạo ra cơ hội cho sự thịnh vượng và giàu sang. Do đó, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là một phần quan trọng trong việc tạo ra một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. 4. Là những người già trong gia đình. Người già từ 70 cũng không nên đi tảo mộ bởi ở tuổi này là tuổi gần đất xa trời, sức khỏe yếu, dương khí giảm,
Những người này đi ra nghĩa địa có thể làm âm khí tăng nên âm thịnh thì ốm yếu. Địa thế nghĩa địa thời xưa lại gập ghềnh nên người lớn tuổi có nguy cơ bị ngã. Những người lớn tuổi thường hay nghĩ tới ông bà tổ tiên. Nghĩ về cái chết nên việc đi tạo mộ có thể không mang lại điểm may mắn trong gia đình. Trong mỗi gia đình, những người già tuổi từ 70 trở lên cần được chăm sóc và bảo vệ. Và việc đi tảo mộ không phải lúc nào cũng là lựa chọn thích hợp. Ở độ tuổi này, họ thường yếu đuối về sức khỏe và dương khí trong cơ thể cũng giảm đi đáng kể. Điều này làm cho việc ra nghĩa địa trở nên nguy hiểm hơn vì môi trường âm u và khí độc có thể làm tăng thêm cảm giác ốm yếu cho họ. Ngoài ra, cấu trúc địa thế của nghĩa địa thường gập ghềnh, đầy chông gai, làm tăng nguy cơ bị ngã cho những người cao tuổi. Đối với những người già, ông bà tổ tiên thường là mối quan tâm hàng đầu và việc đi tảo mộ có thể đánh mất sự yên bình và tĩnh lặng trong gia đình, thậm chí không mang lại điểm may mắn nào cho gia đình. Thay vào đó, việc tạo điều kiện cho họ sống trong một môi trường ấm áp, an toàn và thoải mái là điều quan trọng nhất. Điều này sẽ giữ cho tinh thần và sức khỏe của họ được duy trì tốt nhất có thể, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự thịnh vượng và phúc lộc của gia đình. 5. Là những người để tang chồng chưa hết 3 năm. Thời xa xưa có quan niệm để tang 3 năm mộ chồng xanh cỏ, khô mộ thì người phụ nữ muốn tái giá mới không bị mang tiếng dị nghị. Vì thế phụ nữ trong 3 năm đầu chồng chết không nên đi tảo mộ vì có thể gây thị phi dị nghị và có thể khó tái giá về sau. Tuy nhiên thời nay quan niệm này đã khác nên những người phụ nữ đang để tang chồng có thể đi tảo mộ, thăm viếng chồng mình. Trong quá khứ, việc để tang chồng trong khoảng thời gian 3 năm được coi là quy tắc vô cùng nghiêm ngặt. Mộ chồng mới thì xanh mướt, trong khi mộ cũ đã khô héo và việc này được xem như một biểu hiện của sự trung thành và tôn trọng đối với người chồng đã mất. Phụ nữ phải tuân thủ quy tắc này không chỉ để tránh những lời đàm tiếu dị nghị từ xã hội, mà còn để bảo vệ danh dự và uy tín cá nhân. Vì vậy, trong 3 năm đầu sau khi chồng mất, phụ nữ thường không được khuyến khích đi tảo mộ, vì việc này có thể dẫn đến những ý kiến trái chiều và gây khó khăn cho việc tái giá sau này. Tuy nhiên, thời nay, các quan niệm xã hội đã thay đổi và việc thăm viếng mộ chồng không còn là điều bị cấm kỵ hay coi là không may mắn nữa. Những người phụ nữ đang để tang chồng có thể yên tâm thăm viếng mộ chồng và thể hiện lòng tôn trọng, tình cảm với người đã ra đi. Hơn nữa, việc này cũng có thể mang lại cảm giác an ủi và hỗ trợ tinh thần cho chính bản thân họ. Điều quan trọng là họ cần làm điều này trong một tâm trạng bình thường và không làm tổn thương tâm hồn, cũng như không để bị ảnh hưởng bởi những gì xã hội nói. 6. Là trẻ nhỏ dưới 3 tuổi. Trẻ còn sức khỏe yếu hơn nữa chưa hiểu về việc tảo mộ, nên trẻ đi tảo mộ có thể dễ nhiễm khí lạnh. Dân gian còn quan niệm trẻ nhỏ dễ bị ma trêu nên trẻ có thể dễ ốm, về ngủ dễ gặp ác mộng hoảng loạn. Trẻ nhỏ ra nghĩa trang tảo mộ không biết còn có thể xảy ra những việc không hay như tè bậy, dẫm, động vào đồ lễ đang thắp hương trên mộ. Điều đó có thể vô tình khiến trẻ bị quở trách mà ốm đau, ngủ mơ, thấy ác mộng. Do đó, tốt nhất không cho trẻ quá nhỏ đi tảo mộ. Trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, đang trong giai đoạn phát triển cơ thể và tâm hồn, có sức khỏe yếu và chưa thể hiểu rõ về các khái niệm như tảo mộ. Việc đưa trẻ đi thăm viếng nghĩa trang có thể đem lại những rủi ro không mong muốn, như bị nhiễm phong thủy tiêu cực từ khí lạnh trong không khí của nghĩa trang. Đặc biệt, trong tâm lý dân gian, trẻ nhỏ thường được coi là dễ bị ma quỷ hoặc linh hồn ma trêu chọc, làm cho tâm trí và tinh thần của trẻ dễ bị ảnh hưởng. Việc ra nghĩa trang tảo mộ có thể làm cho trẻ trở nên lo lắng, có thể gặp ác mộng hoặc cảm thấy hoảng loạn trong giấc ngủ. Ngoài ra, trẻ nhỏ khi đến nghĩa trang cũng có thể không hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tôn trọng và ghi nhớ ông bà tổ tiên. Hành động tè bậy, dẫm đạp hoặc làm hỏng đồ lễ trên mộ có thể gây ra những hậu quả không mong muốn, khiến cho trẻ bị quở trách hoặc thậm chí gặp vấn đề về sức khỏe và tâm lý. Vì vậy, tốt nhất là không cho trẻ nhỏ đi thăm viếng nghĩa trang khi họ còn quá nhỏ. Thay vào đó, hãy tạo điều kiện cho trẻ trải nghiệm những hoạt động tích cực khác để phát triển sức khỏe và tâm hồn và để bảo vệ cho sự tiến bộ và may mắn trong cuộc sống của họ. 7. Là con rể thì không đi tảo mộ nhà vợ. Người xưa cho rằng rể khách và gia đình phải có con trai nối dõi tông đường,
Thế nên con rể không nên đi tảo mộ vì sẽ hàm ý là thay con trai trong gia đình. Việc cúng bái tổ tiên phải là do con trai và con dâu lo liệu. Việc cúng tế chủ tế phải là do con trai, do đó thời xưa quan niệm con rể không đi tảo mộ. Tuy nhiên ngày nay, với nhiều địa phương, việc tảo mộ còn là giới thiệu với ông bà tổ tiên về thành viên mới như con dâu con rể. Hơn nữa còn là để dâu rể biết mộ phần của dòng họ. Thế nên quan niệm này ngày nay cũng tùy thuộc theo từng gia đình và từng địa phương. Những đối tượng trên không đi tảo mộ là theo quan niệm truyền miệng dân gian. Còn tùy theo từng địa phương, từng gia đình, từng nguyện vọng mà áp dụng cho hợp lý. Thời nay, nghĩa địa cũng đã được xây dựng khang trang gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều so với thời trước, nên việc tảo mộ cũng thuận lợi hơn. Do đó, bạn cũng nên linh hoạt áp dụng, tránh gây căng thẳng trong gia đình. Trong quan niệm dân gian, con rể thường không được khuyến khích đi tảo mộ nhà vợ. Nguyên nhân của quan điểm này xuất phát từ quan niệm truyền thống về vai trò của nam giới trong việc duy trì dòng họ và tôn vinh tổ tiên. Trong xã hội cổ đại, việc có con trai là vô cùng quan trọng để tiếp tục dòng dõi và chăm sóc mộ phần của gia đình. Vì thế, con rể thường không được xem là người phụ trách việc tảo mộ, vì việc này có thể hiểu là đánh dấu sự thay thế con trai trong gia đình. Truyền thống cho rằng, việc cúng tế, bái tổ tiên phải do con trai và con dâu thực hiện, và con rể thường không được xem là phù hợp cho việc này. Tuy nhiên, trong thời đại hiện đại, quan niệm này đã có sự thay đổi, và việc tảo mộ cũng trở thành cách để giới thiệu các thành viên mới trong gia đình như con dâu, con rể. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để con dâu, con rể biết và tôn trọng mộ phần của dòng họ. Tuy vậy, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào từng gia đình, từng trường hợp cụ thể và không nên gây ra căng thẳng trong gia đình. Sự linh hoạt và sẵn lòng thích nghi với thời đại mới là điều cần thiết, cách sắm lễ cúng Tết thanh minh để giúp tạo điều kiện tốt cho sự lưu thông của năng lượng, giúp tài lộc, phúc lộc, may mắn và tiền tài dễ dàng đến với gia đình. Tùy theo phong tục của địa phương và quan niệm của gia đình, gia chủ có thể chuẩn bị những lễ vật khác nhau để dâng cúng tổ tiên, thần linh trong ngày Tết thanh minh. Thông thường, lễ cúng Tết thanh minh được chia làm hai phần là cúng ngoài mộ và cúng tại nhà. Một là cúng ngoài mộ, gia chủ có thể chuẩn bị cỗ chay hoặc cỗ mặn tùy điều kiện. Các lễ vật bao gồm hương đèn, chè, quả, rượu nước trong, trầu cao, tiền vàng. Mâm cỗ chay có thể có xôi chè, oản, bánh trái, chai nước, gạo muối, bỏng, chén mật ong. Mâm cỗ mặt có thêm rượu thịt, gà luộc, khoanh giò, hoa quả, tiền vàng đặt chung nhưng lễ mặn phải đặt riêng. Sau đó, gia chủ thắp nhang, đèn và vái ba lần để tỏ lòng thành với quan thổ đại thổ công, mời gia tiên trở về và bắt đầu đọc bài khấn cho tiết thanh minh. Trong nghi lễ cúng ngoài mộ, gia đình sẽ chuẩn bị một bàn thờ trang trọng và trang nghiêm để dành cho người đã khuất. Cỗ chay hoặc cỗ mặn được sắp xếp cẩn thận, phản ánh sự quan tâm và lòng thành kính của con cháu đối với ông bà, tổ tiên đã ra đi. Mâm cỗ chay được bày đầy đặn với những món ăn truyền thống như xôi chè, bánh trái, chai nước và các món như gạo muối, bỏng, chén mật ong. Trong khi đó, mâm cỗ mặn được bổ sung thêm với những món đặc sản như rượu thịt, gà luộc hay khoanh giò. Mỗi món đều được sắp xếp một cách cẩn thận và đẹp mắt, tạo nên một không gian trang trọng và tràn ngập tình cảm. Hoa quả và tiền vàng được đặt chung trên bàn thờ như một biểu tượng của sự giàu có và phú quý. Tuy nhiên, lễ mặn lại được đặt riêng, thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đặc biệt đối với người đã qua đời. Sau khi chuẩn bị mâm cỗ, gia đình sẽ thắp nhang, đèn và vái ba lần để tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với quan thổ đại thổ công. Họ cầu mong gia tiên trở về và bắt đầu đọc bài khấn cho tiết thanh minh, hy vọng rằng họ sẽ nhận được sự phù hộ và độ trì, mang lại tài lộc, phúc lộc, may mắn và giàu sang cho cả gia đình. 2. Là cúng tại gia. Phần lễ cúng tại gia không yêu cầu quá cầu kỳ, gia chủ chuẩn bị tùy theo điều kiện gia đình, có thể làm cỗ mặn hoặc cỗ chay. Một số gia đình chỉ thắp hương hoa và quả tươi, trà, bánh kẹo để tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân tổ tiên. Trong phần lễ cúng tại gia, không cần phải quá phức tạp, gia đình có thể tự chuẩn bị một bàn thờ nhỏ tại nhà, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế và sự tiện lợi của gia đình. Có thể sắp xếp một bữa cỗ mặn hoặc cỗ chay, tùy theo tín ngưỡng và quan điểm của từng gia đình. Một số gia đình có thể chỉ cần thắp hương và đặt những bó hoa và quả tươi, kèm theo chén trà và những chiếc bánh kẹo nhỏ
để thể hiện sự tưởng nhớ và tri ân đối với tổ tiên. Việc này không chỉ là để giữ vững truyền thống, mà còn là cách thể hiện lòng thành kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với ông bà, tổ tiên đã ra đi. Mỗi lễ cúng tại gia không chỉ là một nghi lễ, mà còn là dịp để gia đình sum họp, tưởng nhớ về người thân đã khuất và cầu mong rằng họ sẽ phù hộ và ban tài lộc, phúc lộc, may mắn, tiền tài, phong thủy, giàu sang cho toàn bộ gia đình.